SH1800 thiết kế độc đáo, màu sơn đẹp, hình thức đẹp. Với dòng loa cao cấp như thế này thì các anh em có thể phối ghép trưng bày trong những không gian nhà mang phong cách sang trọng quý tộc. Màu đỏ đem lại một cái sự hưng thịnh, may mắn và tài lộc. Với thiết kế của cặp loa SH1800 thì các anh em có thể nhìn thấy được thiết kế bởi hai con bát 30 công nghệ màng Polyplast, cộng thêm với một trung lớn, trung 20 cho lời ca tiếng hát nó bay bổng ngọt ngào. Đặc biệt là phiên bản này được thiết kế với công nghệ chép kèn phía trước và một chép mảnh ở phía sau. Cặp loa này rất nặng nên là em không có cái cơ hội để đây, em sẽ cố gắng quay cái đôi loa ra về phía sau, đằng nào cũng chúng ta cũng mất cái công để chúng ta giới thiệu về cái thông số kỹ thuật. Tất cả mọi dịch chuyển của đôi loa này chúng ta phải hết sức khéo léo. Với thiết kế hai lỗ thông hơi phía sau và em vừa nhắc đến, cũng đề cập đến cái chiếc loa chép mảnh ở đây. Nó sẽ thể cũng cho rằng cái công nghệ âm thanh phản xạ là sao ạ? Là chúng ta thì kê sát tường và nó sẽ đánh vào tường và nó vòm lên trần nhà và đưa cái hiệu ứng âm thanh phản xạ. Và ngay phía dưới đây thông số đầy đủ, và các anh em cố gắng dịch chuyển lại thêm một lần nữa. Dịch xuống phía bên dưới, các anh em có thể nhìn thấy là với công nghệ đánh tách cầu bay quay, em sẽ để lại đây, các anh em nhìn thấy rõ chưa? Cố gắng nhìn một tí vì cặp loa rất là nặng nên là công nghệ tách cầu bay quay, chúng ta có thể sử dụng hai chiếc âm ly một lúc để đánh với cái tính năng nghe nhạc riêng biệt. Còn phía bên trên thì nó sẽ đầy đủ thông số của cặp loa. 800W là công số max, là công suất max sinh bùm, là công suất chịu đựng, và đây là model SH1800. Hàng chính hãng của Wiwood. Tem bảo hành và kiểm định cũng như là xuất xưởng và khẳng định đây là hàng chính hãng do chính công ty JK Audio chúng em nhập khẩu để phân phối thị trường trong nước. Em sẽ cố gắng quay lại một chút này, cặp loa này tương đối nặng nên là các anh em di chuyển nên cẩn thận một chút. Đó. Một đôi loa đẹp như thế này thì chúng ta cũng phải sử dụng trau chuốt. Đặc biệt phiên bản này nó có một cái tấm bi căng lụa ở phía trước. Chúng em đã tháo ra và tụi em cũng sẽ cho anh em xem luôn. Với cái tấm lụa mỏng như thế này nó sẽ giúp cho cặp loa thêm phần sang trọng. Còn thường thì sẽ chiếm số đông là các em sẽ bỏ e căng ra. Chúng ta bỏ e căng ra, chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ tất cả hệ thống bát trung chép của cặp loa SH1800 này. Và xin phép được báo giá luôn, với giá chính hãng của cặp loa SH1800 này đang là 35 triệu đồng. Đang là 35 triệu đồng, cặp loa SH1800 bảo hành 12 tháng. Và đặc biệt là trong cái cấu hình combo này thì em đang phối ghép một chiếc đẩy X7 DAC và một bộ mic VK321 và một súp 2012 Plus. Em nhấn mạnh là đặc biệt ở đây là gì? Đặc biệt ở đây trong thời gian này chúng em lại được công ty hỗ trợ, có nghĩa là một cái chương trình tri ân khách hàng lớn. Đó là tất cả các anh em mua một đôi loa SH1800 với giá 35 triệu đồng thì công ty JK chúng em sẽ còn được hai bộ combo và hai đơn hàng là tặng kèm chiếc đẩy X7 DAC trị giá 7 triệu đồng đi kèm. Đấy. Thì có nghĩa là tí nữa em sẽ cộng tổng tất cả cái cấu hình combo này vào và sẽ trừ đi cái giá trị của con đẩy X7 này. Có nghĩa là chúng ta chỉ tính tiền 35 triệu cộng với 3 triệu bộ mic là 38 triệu cộng với 6 triệu rưỡi con đẩy này, có nghĩa là rơi khoảng 42 triệu 500 ngàn đồng. Đấy, 42 triệu 500 ngàn đồng cho cấu hình combo. Và các em nhận ngay cho mình cái đẩy X7 DAC. Nếu tính chi tiết nó sẽ rơi khoảng 49 triệu rưỡi. Các em chỉ trừ đi 7 triệu con đẩy thì còn 42 triệu 500 ngàn đồng. Nói về đẩy X7 DAC thì đây là một chiếc đẩy liền vang cao cấp. Nó có cái nền tảng vững chắc rồi. Chúng ta sử dụng hát karaoke, sử dụng nghe nhạc, nó đều đáp ứng được. Có kết nối Bluetooth không dây, có cổng quang, có USB, công suất khỏe. Có thể đánh được cặp này và thêm một cặp bass 25 nữa. Riêng trên con này, hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, giá là 7 triệu đồng. Bộ mic không dây VK321, một trong những cái bộ mic cao cấp nhất của hãng Wiwood đến cái thời điểm hiện tại. Các anh em có thể nhìn thấy nhiều tính năng thông minh. Củ mic được phủ bạc nano, tay mic màu đen. Đây là màu xám xi măng, không phải màu đen nhé. Tính năng tiết kiệm pin này, có tính năng khóa trẻ em này. Đó, rất hữu ích nhé, cái tính năng khóa trẻ em rất hữu ích. Đặc biệt là đây là dòng mic 4 dâu cho cái hiệu năng cũng như là cái sóng khỏe. Chúng ta giúp khi mà hát karaoke nó có thể là với không gian rất rộng.
Cuối cùng ạ, cuối cùng trong bộ cấu hình combo này thì một chiếc loa siêu trầm. Một chiếc loa siêu trầm Bát 30 được ứng dụng công nghệ màng Polyplus. Khung xương đúc 8 xương, thiết kế vỏ đẹp, cân đối, màu đỏ tương đồng màu sắc với đôi loa, công suất max được 700. Tuy nhiên là với cục súp này, các anh em có thể đánh với dòng loa này hoặc đánh với nhiều dòng loa khác. Nó là thương hiệu của VWood, một hãng âm thanh mà hiện nay chúng em đang có những cái lợi thế là đồng bộ tất cả thương hiệu cho một bộ cấu hình combo, từ những cái bộ mic cho đến những cái cục đẩy, cặp loa cho đến những cục loa siêu trầm đều được đồng bộ ở thương hiệu VWood, vừa lợi thế về giá cả, vừa được khuyến mãi lớn. Đó là những cái gì bên JK chúng em đang cố gắng đưa lên, những cái xây dựng lên những cái cấu hình combo để các anh em đặt hàng bên JK chúng em sẽ có được những cái khuyến mại lớn, những cái tri ân như vậy. Nói về những cái cấu hình combo này thì chúng ta có thể ngồi cả ngày nói chi tiết, em có thể bóc tách chi tiết từng sản phẩm ra một, nhưng vì không gian trong vì cái thời lượng trong video nó có giới hạn nên là em cũng xin phép được đi vào cái phần test karaoke luôn để các em thấy được cái sự hoàn hảo hoàn chỉnh khi mà cấu hình combo này. Còn chi tiết tất cả các sản phẩm thì các em có thể vào tận trong kênh của JK cho em, gõ từ khóa từng sản phẩm ra thì sẽ có đầy đủ chi tiết. Ok, xin mời các anh em chúng ta cùng thưởng thức một bản karaoke nhé. Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Tựa vai nhau cho nhau yên vui, ông cuộc đời tìm mối nhau cho nhau gian nan tìm đau, vừa đôi tay muốn từ đây thấm rơi bạc màu vết sâu tình sâu. Nhìn em, nhìn em giây phút buồn nói yêu em. Xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng đưa em vào đời một lời yêu đương. Cho tôi xin em như khói mộng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Cuộc đời dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi, dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã buồn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.
xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng đưa em vào đời một thời yêu đương. Xin cho một lần, cho đêm hoàng đông yêu thương vợ chồng. Dù mai anh đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ sẽ nắm tim tôi, dù có khó ngập ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.